như ở video trước, phong thủy phù hợp với người mệnh thổ và người mệnh kim. Lưu ý nhé, phù hợp với người mệnh thổ và người mệnh kim. Tam Hợp đã chia sẻ cho mọi người về tuổi và mệnh lao thì phù hợp để thờ bộ thờ men dạ. Thì hôm nay ở video tiếp theo này, Tam Hợp sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người những tuổi lao, mệnh lao lên thờ, khuyến khích thờ bộ men nam vẽ vàng. Và đây, như mọi người đang nhìn thấy này, đây là một bộ thờ có bát hương và các vật phẩm thờ là dòng men nam. Men lam là mọi người hiểu được đây đang là một dòng men xanh, xanh lam và có vẽ vàng. Vàng ở đây là một cái chất liệu vàng cao cấp, vàng 24K, vàng Đức nhé. Thì như mọi người vẫn biết, bằng cái tư duy chúng ta cũng biết cái màu xanh lam là một màu xanh mát mẻ. Cái màu xanh lam này là màu xanh truyền thống, như các cụ từ thời xa xưa chủ yếu là sử dụng cái dòng men nam để thờ cúng. Nhưng hiện nay với cái thế hệ 21, cái thập kỷ 21 này, thế hệ của chúng ta này, thì cái đời sống được nâng cấp lên, thì cái sản phẩm vàng vẽ trên các cái vật phẩm đồ thờ này là đang được ưa chuộng. Lý do vì sao? Chúng ta cũng đã được hiểu đấy, vàng là một vật phẩm sang trọng, quý giá. Và vàng này kết hợp với cái dòng men nam thanh tịnh mát mẻ này để cho nó tạo lên một cái sự chuyển hóa. Chúng ta hiểu này, men nam là của mộc. Mộc thì thường là yếu đuối, đúng không ạ? Thì khi mà có được cái sự sang trọng của vàng, sáng bóng của vàng, kết hợp của vàng vào, nó sẽ làm cho cái sự yếu đuối của mộc trở lên mạnh mẽ hơn và trở lên sang trọng hơn. Và cái điều quan trọng nhất, nó kết hợp lại, nó tạo lên một sự cung kính cao quý trong không gian thờ. Nhất là cái dòng men lam nó có những cái khoảng trống của màu sáng trắng của đất, hay còn gọi là sứ, khi lung ở nhiệt độ cao thành một khối rắn chắc như thế này, sáng bóng như này, rất phù hợp để ở phòng thờ cho những người thuộc mệnh mộc và những người thuộc mệnh hỏa. Bởi lý do vì sao? Mộc sinh hỏa, nhà mình lưu ý nhé, mộc sinh hỏa, vàng đại diện của hỏa, mộc đại diện của màu xanh lam, đại diện của sự mát mẻ, đại diện của cây cối, đúng không ạ? Và hiểu được cái nguyên lý sinh và tương sinh của các sản phẩm, của các chất liệu, cũng giống như màu sắc, hình dạng mà chúng ta có thể tư duy ra được. Men nam vẽ vàng phù hợp với người mệnh mộc và người mệnh hỏa, cả nhà nhé. Và để bài trí phù hợp hơn nữa, tốt hơn nữa, thì chúng ta cần phải biết được rằng là cái không gian thờ của mình sơn màu như thế nào, chúng ta kết hợp làm sao để cho nó hài hòa. Ví dụ không gian thờ đang là một màu sáng trắng thì chúng ta lên bày cái bộ men dạ cho nó trầm xuống một chút. Bởi vì sao? Lưu ý nhá, không gian phòng thờ ấy là cần có một chút tối một chút, không nên để sáng quá, nó không tốt, bởi vì nó là cửa ngõ của âm dương, nó mang âm và dương tồn tại, thì chúng ta cũng phải giữ cái độ ánh sáng nó cân đối, không nên sáng quá. Mọi người lưu ý nhá, không nên sáng quá. Vì vậy mà chúng ta cũng phải hiểu được rằng là cũng không nên cầu kỳ quá trong cái vấn đề mệnh gì, thì nhất thiết là phải bày theo cái mệnh đó. Mà điều lưu ý là làm sao thiết kế cái không gian thờ nó phù hợp với cái chất men và cái độ sáng, cũng giống như là cái sự mỹ quan, cái mỹ quan trong không gian thờ. Đấy, thì như tôi vừa chia sẻ, chúng ta đã hiểu được rằng men nam vẽ vàng sẽ phù hợp với người mệnh mộc và người mệnh hỏa. Để tìm hiểu thêm, biết thêm sâu hơn, rõ hơn nữa thì hãy inbox comment cho bên Tam Hợp để được tư vấn và hỗ trợ mọi người nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.